Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một câu chuyện lịch sử đầy thú vị, đó là cuộc chiến tranh mùa đông giữa Phần Lan và Liên Xô. Thật sự, tôi đã luôn tò mò về việc làm thế nào một quốc gia nhỏ bé như Phần Lan lại có thể chống trả được một cường quốc khổng lồ như Liên Xô. Hôm nay, chúng ta rất may mắn được trò chuyện cùng chuyên gia lịch sử quân sự ông Nguyễn Đức Hiệp để giải đáp những thắc mắc này. Thưa ông hiệp, ông có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về bối cảnh của cuộc chiến này được không ạ? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Cuộc chiến tranh mùa đông diễn ra từ cuối năm 1939 đến đầu năm 1940, thực sự là một câu chuyện David và Goliath thời hiện đại. Phần Lan với dân số chỉ 4 triệu người đã phải đối đầu với Liên Xô, một gã khổng lồ với gần 200 triệu dân. Ngọc Mai có biết tại sao cuộc chiến này lại được gọi là chiến tranh mùa đông không? Tôi đoán là do nó diễn ra vào mùa đông khắc nghiệt, thưa ông. Chính xác. Mùa đông năm đó ở Phần Lan lạnh kỷ lục, nhiệt độ xuống tới âm 40 độ C. Tuyết rơi dày đặc khiến việc di chuyển và chiến đấu trở nên vô cùng khó khăn. Điều này tưởng chừng bất lợi cho cả hai bên, lại trở thành vũ khí lợi hại cho quân đội Phần Lan. Thật sao? Điều này thật thú vị. Vậy, quân đội Phần Lan đã tận dụng điều kiện thời tiết khắc nghiệt này như thế nào, thưa ông? Họ đã sử dụng chiến thuật morti, nghĩa là bó củi. Tưởng tượng quân đội Liên Xô như một cây gỗ lớn, quân Phần Lan sẽ chia nhỏ nó thành từng bó củi nhỏ, dễ dàng đốt cháy. Họ lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, tuyết dày và thời tiết lạnh giá để phục kích, tấn công chấp nhoáng, rồi rút lui nhanh chóng, gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Liên Xô. Tôi có đọc một câu chuyện về một nhóm lính Phần Lan chỉ với vài chục người đã tiêu diệt cả một sư đoàn Liên Xô bằng chiến thuật này. Wow, thật khó tin. Chỉ vài chục người mà có thể đánh bại cả một sư đoàn. Vậy quân đội Liên Xô đã phản ứng như thế nào trước chiến thuật này, thưa ông? Ban đầu, Liên Xô hoàn toàn bất ngờ và bị động trước chiến thuật Morty. Họ đã quá tự tin vào sức mạnh quân sự vượt trội của mình mà không lường trước được sự kháng cự ngoan cường của Phần Lan. Trang bị của họ cũng không phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ví dụ, quân phục của lính Liên Xô quá mỏng khiến họ bị tê cóng trong cái lạnh âm 40 độ C. Thật đáng kinh ngạc. Vậy kết quả cuối cùng của cuộc chiến này là như thế nào thưa ông? Mặc dù Phần Lan cuối cùng đã phải nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Liên Xô, nhưng họ đã chiến đấu rất anh dũng và gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương. Cuộc chiến này đã chứng minh rằng tinh thần chiến đấu và chiến thuật khôn ngoan có thể bù đắp cho sự tranh lệch về quân số và vũ khí. Ngọc Mai có biết điều gì khiến quân đội Phần Lan có tinh thần chiến đấu cao như vậy không? Tôi nghĩ là do lòng yêu nước và ý chí bảo vệ tổ quốc của họ, thưa ông. Đúng vậy. Người Phần Lan rất tự hào về đất nước và văn hóa của mình. Họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ độc lập, tự do. Thêm vào đó, tướng Mannerheim, tổng tư lệnh quân đội Phần Lan, là một nhà lãnh đạo tài ba, có uy tín lớn trong quân đội và được nhân dân kính trọng. Ông đã khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ và lãnh đạo họ chiến đấu hiệu quả. Qua câu chuyện của ông, tôi thực sự cảm thấy khâm phục ý chí kiên cường của người Phần Lan. Cuộc chiến tranh mùa đông là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của lòng yêu nước và sự sáng tạo trong chiến thuật. Cảm ơn ông hiệp đã chia sẻ những kiến thức quý báu này với chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, bài podcast của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả đã lắng nghe.